Rồi, chào thể các bác nhá. Đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2024, em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay thì cũng vẫn như thường lệ là sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Thì những cái mẫu này thì bên em đã dọn lổ rất là ok rồi. Nói chung các bác về sẵn là xài luôn thôi. Đấy thì hôm nay thì em cũng thanh lý lốt cho bác cái mấy cái máy cắt cỏ còn lại ấy. Đấy, tại vì chắc là khả năng là ngày mai là sẽ có lô hàng mới nó về. Vì là đợt này thì do là mưa bão, ảnh hưởng của mưa bão nên là nó cũng vận chuyển nó cũng chậm ấy. Chính vì thế là nó đúng lịch là nó hàng mới nó phải về cách đây 1-2 hôm rồi. Thế nhưng mà chắc là do ảnh hưởng của lũ lụt đâm ra là chắc đường xá nó bị ngập nên là thành ra là nó bị vận chuyển muộn mất 1-2 hôm. Đấy. Thì cũng rảnh rỗi thì bên em cũng lên thanh lý đốt cho bác một số cái máy còn lại để các bác về sẵn là có cái là xài luôn. Thì như gọi là thanh lý thôi, nhưng mà những cái máy này thì toàn là những cái máy ngon thôi nhá. Máy ngon ok, nhưng mà bên em xả lốt cho bác thì đảm bảo là giá nó rất là rẻ, đảm bảo các bác sẽ mua được. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này nhá. Test lổ từng con một để các bác nghe tiếng máy. Đấy, để bác dễ dàng mua hàng. Đấy. Ngoài ra là bên em cũng sẽ lên cho bác ít cái máy phụ tùng thanh lý này. Đấy, ít cái bộ phụ tùng các bác về lấy đồ nhá. Đây, phụ tùng này. Rồi nên cho bác mấy cái con cưa, lốt mấy cái con cưa, mấy cái đầu máy phụ tùng. Đấy. Thì đợt này thì cái cây bão thì đổ cây nhiều, thì bác mua lên mua cưa về là dọn dẹp, vệ sinh lại. Đấy. Thì những cưa này thì toàn còn dùng rất là ngon nhá. Giá thì rất là hạt rẻ thôi. Đấy, đảm bảo các bác sẽ mua được. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ thế? Thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè của bác nhá. Thế bác thể search trên mạng, địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình, có nông trường chè Sông Bôi. Thì chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn nhá. Đấy. Chè chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm bác này, búp mắc câu rất là ngon luôn. Đấy, bác có thể quan sát. Búp mà nhỏ tăn như con ong luôn. Đấy. Bác nào sành chè là sẽ biết là chè là rất là ok nhá. Thì bên em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm nhá, là đặc trưng của chè mới. Đấy. Thì chè bên em uống sẽ là nước xanh, vị thơm. Đấy, hậu vị ngọt đấy. Người ta hay nói là cái câu hậu vị ngọt đấy. Nước xanh ánh vàng đấy. Đấy, nước xanh ánh vàng. Rồi là đấy. Thì chè bên em uống sẽ là nước xanh vị thơm nhá. Lúc đầu các bác uống thì chát nhá, sau nó sẽ ngọt nhá và lưu hương. Đấy. Thì chè bên em có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Và bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Đấy, bác nào mà mua từ 1 đến 2 cân thì phí ship của nó rất là rẻ rồi. Chỉ từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 2 ký bên em bao ship luôn nhá. Trên 2 ký áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 1 ký đổ lên là bên em đã bao ship rồi. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship nhá. Đấy. Thì các bác có thể là mua uống thử nhá, đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng ấy. Đấy thì bởi vì là bên em là ngoài cái việc bán chè thì bên em bán máy thì bên em còn bán chè nhá. Chè nó là giống như kiểu là nó là cái đất chè rồi. Đấy, không phải giống như mà nó là đất chè luôn. Đấy, thì bác được cái giá là tại nơi sản xuất. Đấy, bác nào mua đây là bán lẻ cho bác nhá. Thế còn bác nào mua buôn thì sẽ số lượng nhiều thì sẽ có giá mềm hơn nhá. Đấy, lưu ý. Thế bác nào cần thì liên hệ luôn. Đấy. Ok nhá. Đấy, đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng ấy. Rồi, thì ngoài cái việc bán hàng nghĩa địa Nhật thì bên em còn bán cả hàng mới nhá. Hàng mới của bên em thì nó rất là nhiều mẫu khác nhau. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em đã bán từ cách đây rất lâu rồi nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Những cái mẫu này thì bên em đã lựa rất là kỹ càng và thực tế là các bác dùng rất là ok, rất là ngon. Đấy. Chính vì thế là bên em đã duy trì và phát huy nhá. Đấy, nên các bác hoàn toàn yên tâm. Thì những cái mẫu máy mới này thì bên em bán cho bác đủ bộ luôn nhá. Cả máy cả cần, phụ kiện đầy đủ đi kèm. Đồng thời là bao ship cho bác luôn nhá. Đấy, riêng máy mới này mình em bao ship luôn. Đấy. Rồi. Em tiếp tục nhá. Thì có một số mẫu máy mới như sau này. Mẫu thứ nhất là mẫu máy 4 thì nhá. Đây bác nào quen xài máy 4 thì lấy cái mẫu CX350 này, hàng này dùng rất là ngon, rất ok. Thì bên em bán rất là nhiều cái dòng này và cũng rất là chạy. Thì cái mẫu này thì công suất nó lớn nhá, nòng 39 thì tum lớn này. Đây, tum lớn này. Đấy.
Thì cái mẫu này thì giá của nó là 1550 bao ship, 1.550.000 bao ship các bác nhé. Đấy, đủ bộ luôn. Đấy. Cái mẫu này thì bên em bán nhiều, dòng này bán dùng rất ổn định, rất là ngon. 1550 bao ship. Đấy. Tiếp theo mẫu thứ hai này. Mẫu thứ hai thì nó là cái mẫu máy 40 ly. Đấy, 40 ly thì bác dùng em mẫu này. Mẫu này là cực kỳ ok luôn. Đây. Hàng này thì bên em bán là chạy nhất trong các loại sản phẩm luôn, đó Toshizo 541. Thằng này là 40 ly. 40 ly công suất là trên 40cc. Đấy, thằng này thì mọi thứ nó làm đều rất là dày. Đấy, rất là dày nhá. Đấy, bác nhìn từ những cái nhôm ống cần và nhôm ấy của nó đều lại dày 2 ly hết này. Anh nhìn này, dày cực kỳ luôn. Đây. Đấy. Đây là bác nhìn này. Vỏ thì rất là dày, cứng cáp rồi này. Tản nhiệt rất dày luôn. Đấy, vỏ rất dày nhá. Mâm lửa là Aibu, mâm lửa là của hãng Aibu này. Đấy, chế của nó chế là duy sinh, chế duy sinh, chế này rất là tiết kiệm xăng nhá. Chế này là gọi là chùm của các loại chế đấy, xịn nhất trong các loại. Đấy, thì đấy các bác nhìn là máy, nói chung là dòng này thì bên em bán nhiều và bác rất là khen cái dòng này nhá. Đấy, giá của nó thì là 2.250.000 bao ship, 2.250 bao ship. Rồi, thằng này đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng nhá. Đấy, cực kỳ ok. Tiếp theo là cái mẫu, dù bác nào mà thấy 40 ly vẫn còn yếu thì bác chuyển sang dùng cái 44 ly. Con này 44 ly khỏe cực kỳ luôn. Là mẫu Kawa. Mẫu này nó thiết kế theo mẫu máy Kawasaki TJ53. Thì thằng này là KI53, cũng KJ53 nhưng Kawa. Đấy. Thì nói chung là dòng này thì dùng rất là ngon, ổn định nhá. Đấy. Đấy, ốc thì chế có kim chỉnh này, kim chỉnh này. Đấy. Nói chung là chất lượng thì nó cũng không thua kém thì máy chính hãng đâu. Dùng rất là ngon luôn, mâm lửa của Aibu này. Aibu giá thì nó sẽ mềm hơn nhé. Giá của nó là 2.700.000 bao ship. Aibu 2.700.000 bao ship các nhá. Nó xài tay ga bóp cũng cải tiến luôn, nó xịn sò luôn. Đấy, 2.700.000 bao ship. Thế còn bên em còn bán cả những cái mẫu đầu máy này. Đầu máy này là đầu máy 63cc này. 63cc mà nó là 48 ly khủng đây này. Đấy, cái mẫu này thì đầu máy không thì là tính cho bác là 1.250.000 bao ship. Đấy, 1.250.000 bao ship nhá. Là nó mẫu máy này là mẫu máy công suất lớn nhất rồi. 63cc 48 ly. Thì cái mẫu này thì đợt trước thì bên em có bán một cái lô thì các bác dùng rất là ngon, ổn định nhá. Đấy, bây giờ bác hỏi rất là nhiều thì đợt này em lại về đâu đó được khoảng tầm gần chục con. Đấy. Nhưng chỉ còn độ vài con nữa hết rồi. Để cho bác cái mức giá là 1.250.000 bao ship. Đấy các bác nhá. Thì cái mẫu này thì bác nên cần phát cỏ ở đây, rồi là thổi gió, thổi lá, rồi chế xe, chế tàu, chế thuyền, calo, galiếc các kiểu đều ok hết nhá. Đấy, dùng rất là ngon, giá thì rất là tốt. Rồi, thế còn bác nào mà mua cái đầu máy 4 thì này thì em còn dư một đầu này, thì tính cho bác cái mức giá là 4 thì hàng máy lớn đấy, máy to, cái này tính cho bác 950.000 đi, 950.000 đầu thì còn mỗi một suất. Đấy thì 950.000. Đấy, hàng này là hàng chưa xài rồi gì đâu nhá, chưa đổ xăng. Đấy, tem tiếp cho tặng cho bác đầy đủ hết này. 950.000 nhá. Đấy. Thế còn bác nào mà mua cái đây có mấy cái bộ phụ tùng nâu quá này để cho bác này. Đây bác nào hôm trước hỏi cái bộ cắt cành trên cao này. Đây em có bộ cắt cành trên cao này, gắn cho máy cắt cỏ này. Là cái bộ này là ống cần 24 vuông này. Đầu bò dày chả bát luôn. Đấy, nhìn này, dày cực kỳ luôn. Nó lại ngon đấy. Bầu bò dày đấy nhỉ. Đó nhìn này. Nhôm dày dã man luôn. Đây là cái lam của nó này. Lam của nó này. Đây là xích này. Đấy, xích này. Thế cái này là bộ cắt cành trên cao là 24 vuông nhá. Cái này tính cho bác này như là 350.000 bộ sao. Lần trước nhập vào 350.000 để cho bác 350.000 luôn. Đấy, để lâu ấy thì cũng không thời gian bán luôn. Rồi. Thì đây có cái bộ xịt thuốc tum lớn này, tính cho bác 600 bộ này. Bộ này 600 bộ. Đấy. 600 bộ đấy, xịt thuốc tum lớn mới nhá. Với 100% hàng này hàng rất là chất lượng đấy. Cực kỳ ngon. Đấy. Thì giá thì ấy thôi, giá gọi là thu hồi vốn thôi chứ không nề lãi gì đâu. Đấy nhá. Đấy, ok. Thế còn tiếp có cái loại đây. Có cái loại làm cỏ mà gắn cho máy cắt cỏ mà nó chống chống ấy luôn đây này. Chống phay vào cây luôn đây này. Đây này,
có cái vành bảo vệ đây. Loại làm cỏ này là tính cho bác là 75.000 một cái. Đây bốn cánh này, bốn chấu và hai chấu luôn. Đấy, đều có hai loại. Đấy, bốn chấu hai chấu, đây làm cỏ. Đấy, làm cỏ sắt đất luôn. Cái loại là 75.000. 75.000 cái. Chưa phí ship nhá, lưu ý chưa phí ship. Thì, miễn ship từ 3 cái trở lên miễn ship. Đấy. Ok, 3 cái trở lên miễn ship. Đấy có mấy cái thứ như thế nhá. Thì trước khi đi vào chi tiết cái lô máy kia thì em có soạn ra được ít cái máy phụ tùng này. Đây bán cho bác cái ít máy phụ tùng thì bác về lấy đồ nhá. Đấy. Thì lô hôm nay sẽ là lô lô hôm nay là lô hôm trước là lô IKM, hôm nay lô N nhá. N này, N ngắn đấy. Cái mũ N ngắn này. Thì đây có cái cục xác của con Robin này bác này, Robin NB232 này. Đây con này xác về nó chỉ còn thế này thôi nhá. Không có bình xăng lớn này. Vỡ chỗ này một tí này, nhưng được cái đủ đồ nhá. Đủ đồ như là bị con này như bị cứng máy sao ấy, cứng này. Cứng máy, cứng ngắc luôn. Đấy nhưng mà không có hiện tượng nước vào nhá. Nhìn chắc nó bị kẹt một cái gì đấy hoặc như nào đấy thôi. Kẹt bi kẹt bủng như thế thôi. Đấy. Hú bơm chế ga ngang này. Đấy, đây. Con này được cái cần rất đẹp luôn, cần sáng bóng đẹp. Đấy, đầu bò có đầu bò nhá, nhưng mà thì không có bụi chấn kẹp. Có đầu bò nhưng không có chấn kẹp. Đấy, anh nhìn nào. Đấy. Khá là đẹp. Đây. Con này thì các bác phải lấy đồ nhá. Đấy, con Robin. Lấy đồ hơi nửa thì hơi thì bên em cũng chưa rõ đâu, tại vì cũng chưa mở ra nên không rõ lắm. Không biết là hơi nó như nào. Đấy. Thì bán cho bác về lấy đồ này. Con N1 nhá. N1 con này tính cho bác là con này tính cho bác 300 về lấy đồ. À con này có cả đầu bò 350 nhá. 350.000. Đấy, N1 350.000. Tiếp theo này. Đây như video cho bán như video cho bác này. Tiếp theo này. Tiếp theo có con này ngon này. Con này là cái con máy Echo Qzit này, Qzit. Con này máy to đấy, 30cc, nòng 36 ly. 36 ly. Đấy cái con này hôm trước là nó bị thất lạc cái bộ cần đấy. Thế hôm nay em tìm được cái bộ cần cho con này. Bộ cần zin nó luôn. Này. Con Echo 302, 302A. Con này xài bình xăng nhựa này, bình xăng nhựa không lo bị ấy nhá. Không lo bị nóng. Nóng nó ấy, bình xăng nhựa này kiếm cái lắp mà bỏ vào ok. Đấy cái cần nó rất là con này cái cần nó rất giá trị luôn này. Đây này. Cần nó rất là to luôn này. Ống cần 28 này, 28. Đấy, to cực kỳ. Đầu bò nó to này, dã man luôn. Đây còn xoay này. Đấy. Thế bác mà về kiếm cái bộ cần của con này bác chế sang các con khác thì thôi hết bài luôn. Đấy. Thì cái con Echo 302 này là con này nó là dòng xài IC nhá. Điện này bên em kiểm tra là có ok ngon lành này. Chế là hơi là rất ngon luôn, hơi này. Hơi ok này. Hơi chắc lắm. Đấy. Con này nó xài chế máy cưa này, chế máy cưa. Đấy, nói chung con này là máy to đấy. Thì cái con này là nó bị đây này. Nó có bốn cái ốc bắt vào cần thì nó có hai cái ốc bắt này. Còn hai đằng này là nó bị tụt cao su các bác này, tụt cao su các bác về chế lại chỗ này này. Chế lại cái cao su chỗ này này. Đấy nhá. Đấy, đây mình chế lại hai cái ốc bắt chỗ này. Đấy, ok nhá. Đấy. Thì con này được cái máy rất là to và cái loại này là bác nào mà làm được cái con này là rất ok, rất ngon luôn. Đấy. Chế máy cửa cực kỳ ok. Máy to chứ, con này máy to. Đấy. Có mỗi cái đấy thôi chứ. Đấy nhá, cái con này là rất là ok nhá. Bác nào có thời gian làm con này rất ngon luôn này. Đấy. Đấy về chế lại hai cái chỗ bắt này. Đấy. Là ok. Đấy. Cái nắp xăng này có thể là nếu mà có thì em sẽ hỗ trợ cho. Còn nếu tìm có em sẽ hỗ trợ nhá. Đấy. Mà có, trường hợp không có thôi các bác phải chịu nhá. Đấy, thì con này em thấy rất là ok, rất là ngon. Nửa em kiểm tra ngon này kìa. Đấy, hơi rất là chắc. Đấy. Mà không có sao sạc gì đâu nhá. Đấy. 302. Con này con N2. Này em tính cho bác con này 800k. Đấy, kiểm tra hơi nửa ngon này, bao hơi điện, bao lửa luôn. Đấy, các bác về tự dọn nhá. Đấy. Ok này. Tiếp theo này. Đây hôm trước có bác nào hỏi cái xác máy của con Mitsu 231 đây thì em có cái cục xác máy của con 231 này.
Thế hôm qua hôm kia mới dọn cái đống cần, đống kho này, dọn kho này. Có thời gian dọn kho thì nó mới lôi được cái con này ra này. Đấy. Thì cái con này là con TL231 nhá. Được cái con này hơi rất ngon luôn này, nó bị thiếu đồ nhá. Thiếu đồ nó chỉ có như này thôi này. Điện còn này, nòng rất đẹp nhá, nòng hai bên rất đẹp luôn này. Sáng vàng chóe. Đẹp cực kỳ. Rên riết ngon nhá, con này bị thiếu đồ thôi. Nó bị thiếu đồ đây này, bác nhìn đằng này đẹp luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Con này là bao hơi bao điện cho bác luôn. Đấy. Nhưng mà bị thiếu đồ. Chế chỉ còn thế này. Chế tay đỏ nhưng chỉ còn thế này. Đấy. Cần của nó thì con này có cần, cần như video. Có cần nhưng mà cũng có ti luôn, có ti nhưng mà tút bên trong. Đấy, thiếu đồ bò này. Đấy. Thì đấy bác về lấy đồ con này là hết ý luôn. Con này về lấy đồ hết ý, thiếu đồ thôi, về nó thiếu đồ. Đấy. Ok này còn cái ấy này. Đấy này này nhá. Hơi rất chắc luôn. Đấy. TL231, TL231 lưu ý nhá, 231. Đấy như video. Đấy. Thế con này là con N3. N3. Con này em tính cho bác con này cục này cục này tính cho 500k. Đấy 500k như video nhá. Đấy 500k như video. Ok chưa? Đấy. Đấy, như video 500k. Đấy. Tiếp theo này. Tiếp theo mà có cái cục xác máy của cái con Tanaka này. Tanaka 201 này. Đấy. Thì con này thì bác về con này giật thì nó bị tuột hơi. Khá là có hơi nhưng nhẹ. Tuột hơi. Đấy, tuột hơi nhá. Nói vì như video này. Thì con này thì bác về lấy được cái bộ chế tia đỏ này, tay đỏ này. Chế tao đỏ cái lắp bình xăng, lắp bình xăng. Bình xăng này cũng bị bể rồi nhá. Đây. Bình xăng bị bể này. Lấy được cái chụp giật IC là cái ống cần nhá. Con này được cái ống cần này, cái tùm này. Không có ti nhá, không có ti. Đấy. Đó thì cái con này nó chỉ có thế này thôi nha, bác gì chú ý quan sát nhá. Đấy. Con N4. N4 con này tính cho bác con này tính cho 150, 150.000. Đấy, như video nhé. Rồi, tiếp theo. N5 này. Đây là N5 có con này này. Con này là xác máy của con Komatsu này. Komatsu 24cc, Com 2004. Com 2004. Cái con này là... Con này là chính xác của nó là hàng thu dân. Thu dân. Mà máy nó vẫn còn nổ. Nổ nhưng mà hiện tại giờ nó bị kẹt. Kẹt, nó bị kẹt cái ốc cái gì ở đây này. Đại loại là cái con này là máy vẫn còn nổ này. Nếu mà về lại xài thì xài tạm vẫn ok, vẫn được. Đấy, nó ngon hẳn thì cũng chẳng ngon hẳn, nó kém cũng không phải kém hẳn. Về nói chung vẫn xài được. Đấy. Đấy. Thì hiện tại nó bị kẹt. Nó kẹt cái gì trong. Thế chế trước là hoạt động ngon nhé. Đấy. Chế hoạt động ngon. Đấy, con này Com 24, Com 24. Con này thì bác về lấy đồ hết ý luôn. Đấy là như video nhé. Nói chung là bác nào về dọn lại thì nó vẫn chạy đấy. Chạy cũng còn được. Không kém đâu, không quá kém đâu. Thì vì dòng này tương đối là bền. Nòng zin nhé. Đấy, nòng zin nó đấy. Đây, cái cần của nó đây. Thiếu đầu bò nhá. Đấy, nhưng mà có ti bên trong. Ống cần thẳng. Đấy, như video. Đây, thì bác về xem làm được cái gì làm nhá. Đấy. Con Com 24. Đấy, Com 24. Bình xăng mình trước không bể đâu nha. Đấy. Thì con này con N5. N5 này. N5 con này em tính cho bác con này tính cho 500k. 500k. Đấy, 500k. N6 này. N6 có cục xác máy của con này nhá. Con này nó là con Rubin 22 này. Đây hôm trước bác nào hỏi có cái cục hơi của con Rubin 22 lấy con này nhá. Cục này là hơi rất ngon nhá. Hơi ngon có điện luôn này. Đây có điện luôn này. Đây này, cục con Rubin. Đây. Đây là điện đây, điện còn đây này. Hơi ngon luôn nhá. Còn tum luôn này. cần khá đẹp luôn này, cần khá đẹp, đệm cao su êm này. Cao su êm cần thẳng này, không có ti nhá, lưu ý không có ti, chỉ có ống cần thôi. Không có ti. Đấy.
con chum giật này, con chum giật này. Đấy, con chum giật hơi rên riếc ngon nhá. Hơi rên riếc ngon. Đấy, hơi cực. Đấy, hơi ngon nhá. Đấy, thì con nào bác nào mà muốn dựng con này thì nên cũng được này. Con N6 nhá. N6 con này tính cho bác à. Đấy nha, cái cần của nó không có tì nhá, nhưng có ống cần nhá. Không có ống cần. Đấy. Thì các về thích dựng máy thì dựng N6. Con này em tính cho bác à, cùng này à, 350. 350.000. Rồi tính cho 300 đi, bán cho nhanh. 300k. Được chưa? N6 300k. N7 này. Cái N7 có cái cục xác máy của con này này. Cái con này là con Mazuyama nhá, Mazu hồng kiểu này này. Đấy, cục này là không có điện nhá, lưu ý không có điện này. Không có điện, điện là tháo ra lắp sang con khác rồi. Nhưng mà cục này hơi còn ngon này. Hơi ngon, bít tông nhìn thấy bít tông vẫn vẫn ngang luôn. Con này này. Không biết là như nào, bít tông thấy còn vẫn ngang. Đấy. Đây con này vỏ viết nhìn đẹp bóng này. Đấy, cần thẳng này. Cần thẳng nhá, cần thẳng. Vừa lấy được cái ống cần này, ống cần cái nệm êm. Ti, con này còn ti luôn này. Ti ống cần, ti 13 khí này, nắp cho cốm su. Được. Đấy. Thế bác nào mà thì cần ti cần ống này của con này thì lấy con này về nhá. Con này về. Con này thì hơi còn ngon đấy, hơi còn được. Đây này. Đấy, dây giờ còn trắng này. Thiếu bút ti. Tiếng kêu vẫn còn ngon. Đấy. Thế con này thì không có điện này. Thế bác về nếu mà bác nào muốn dựng máy thì thêm cái điện, bình xăng, chế đồ bò. Đấy nó thành con máy. Ok. Đấy là trường hợp muốn dựng máy con N7 nhá. N7 con này em tính cho bác N7. N7 con này tính cho bác nguyên cái bộ cần này là mất hơn 100.000, là vào 100.000. Mình tính giả 100.000. Chụp giật 50 lúc nòng. Con này tính 300. 300k. Đấy, thôi tính cho 250 đi. 250.000. Đấy. N7 250.000. N8 này. Đây là N8 có cái cục xác máy của cái con này ngon này. Con này là con Robin hay Jabic này. 23cc. Con này 23cc. Con này là hơi ngon nửa ngon nhá. Thiếu mỗi cái bình xăng lớn này. Con này thiếu mỗi bình xăng lớn, với các bác về lắp cái chế ga ngang nữa mà chạy thôi. Với cả con này là cần có này, cần có này, cần thẳng này. Xem ti tiếc có không. Mới không có ti, không có ti, thiếu đầu bò. Để được cái cần thẳng, ống cần có ống cần nhá. Đấy, thì con này thì hơi rất ngon luôn, hơi chắc, bao hơi rất ok. Đây rất là ngon. Hơi chắc lắm. Hơi chắc cực nhá. Thì cái con này bác nào muốn dựng nền cũng ngon luôn, dựng nền ngon. Đấy. Con này thêm mỗi cái bình xăng lớn với cả cái chế với một cái ti với một cái đầu bò là thành con máy. Con này khỏe mà nhìn nó cũng khá là đẹp. Con N8 con này tính cho bác là con này tính cho 300k. Đấy, các bác phải lấy hơi điện nhá. Lưu ý mấy con này là lưu ý là chưa phí ship đâu, bác lưu ý nhá. N8. Cái phí ship của mỗi con máy này là chắc nó thêm cả cái cần này chắc phải tầm 50 trên một con máy. Còn nguyên đầu không thì nó khoảng 25-30.000. Còn lấy thêm cái cần của nó thì nó thêm 20, tức là phải 50.000 tiền ship ấy, không biết đâu. Đấy. N8 L9 này. Thế L9 này có cái cục Mazu này, cũng con này cũng là Mazu hồng này. 22 này. Đấy. Con này hơi rất là tốt nhá, hơi ngon này. Không có điện nhá, như ý không có điện này. Tùm thiếc ngon lành luôn. Đấy, vỏ đẹp nhá. Đấy, vỏ đẹp này. Cần thẳng này, cần thẳng này. Còn bên tay lái như video này. Ti còn nhá. Ti còn. Nhưng mà hơi đấy nhá. Đấy. Rồi. Cái con này thì tình trạng của nó là hơi rất chắc này. Đấy. Hơi chắc nha, có phải lấy được bộ hơi này. Hơi bộ ti cần. Ti cần. Không có đầu bò như ý nhá, không có đầu bò như video nhá. Đấy. Này cùm kia các kiểu. Đấy. Thì con này tính cho bác
Này tính cho 250 đi. 250. Con N9 250. N9 250 các bác về lấy đồ nhá. N9 250. Thấy chưa? Đấy, như video nhá, lưu ý như video không thêm bớt gì đâu. Đấy, bên em không có đâu mà để mà thêm. Đấy. Các bác về lấy theo lấy đồ thôi. N9 này. N10 này. N10 em lên cho bác mấy cái đầu máy, mấy cái cụm máy ở đây nữa này. Sau đó lên mấy cụm kia là hết nhá. Đấy. Thế bác nào mà ví dụ hỏng cái đầu máy, những cái đầu máy hỏng ở nhà thì lấy những cái đầu máy và thay ok này. Đầu này đầu Mazu này. Mazu này ống cần là 24 ti 7 khía này. 247 này. 247 khía rất là thông dụng luôn nhá. Thế này Mazu 20, 20 nòng 30 ly. Đấy. Con này thì nổ ngon lành kìa. Hơi rất ngon. Đấy. Hơi ngon lắm. Đấy, lại này. Đấy, con này bao ngon nhá. N10 này. N10 cục này tính cho bác N10. Nổ ngon lành kìa. 500k. Tính cho 500k nhá, 500k. Mazu 20. 500k. 51 này. 51 là cục này nhá, cục này cục Kyojit này. Kyojit con này là 25 ti 7 khía này. Tum liền, ống cần 25 ti 7 khía. Đấy con này là con Kyojit đời mới, đời cao. Là mã của nó là 2230 Kyojit. Con này thì cũng nổ ngon lành rồi, còn khá hơi ngon lắm, trợ lực luôn. N12 nhá, N11 nhá, tính cho bác 500. 500k. N11 500k. Rồi. 500k này. N12 này. N12 là em có mấy cái con cưa này. Mấy con cưa này là mấy cái con cưa cho bác về đợt này là lũ nó về ấy. Nên các bác về lấy mấy cái con này là về dọn vườn, dọn cây nó bị ngã đổ các kiểu. Là dùng rất dùng gia đình rất ok nhá. Cái con này là con cưa máy Thụy Điển, hàng rất là thương hiệu luôn, thương hiệu Humala máy Thụy Điển nhá. Đấy. Hàng này là hàng VIP của nó đấy, không phải dạng vớ vẩn đâu. Đấy bác nhìn này. Máy Thụy Điển nhá. Đấy. Thụy Điển 136. Thụy Điển 136 này, đây. U này. Cái con này là hai ốc chốt nam này. Đây nam xích của nó vẫn có chữ Hu này, Humala zin luôn, xích còn khá là dày. Đấy. Con này khá đẹp đấy. Khá ok nhá. Đấy, cái con này thì nó nổ ngon lành rồi. Thì mấy hôm trước em cũng lười không test lổ cho bác. Cái này là có thời gian mới test lổ cho bác xem. Hơi ngon đấy. Đấy. Thế mình về mình để găng ti cao lên chút là được nha. Đấy, con này ngon đấy. Đây. Đấy, để găng ti cao lên chút là được nhá. Đấy, con máy của nó thì ok. Bác ok cho bác này. Hai ông chốt nam được gia đình là tuyệt vời luôn. Thụy Điển. Đây nam xích nó còn chữ cái các kiểu này. Đấy, con này để cho bác 1850 nhá. 1850. Con này nó là con N12, 1850. Đấy N12. N12. 1850. 1850. Đấy nam xích đầy đủ, N12, N13 này. N13 này có con này dùng gia đình rất ngon này, con này 32cc này. Con đây trâu nòng đứng này.
4 số nóng đứng. Dòng này dùng ngon tuyệt vời luôn. Dòng QZ này, QZ CS này, CSV luôn, 3200, quá VIP, made in Japan. Đấy, mấy cái dòng này dùng sướng lắm. Dòng này mấy dòng hàng hệ này. Đây, nam xích. Đây, nam xích của nó đây này. Đây. Đây này, nam nó đây này. Đấy, hàng hệ, ngon lắm. Mấy con này dùng ok. Nhưng mà con này là chưa dọn này. Con này chưa dọn này. Nhưng bao hơi bao điện cho bác nhé. Bao hơi bao điện này, hơi chắc lắm. Hơi chắc lịch luôn. Đấy. Con này thì chưa dọn này. Cái con này là tính cho bác 1750 nhá. Con N13, 1750. N13. N13. N13, 1750. N14 này. N14 là con này nhá. Cái con này là cũng là con cưa ECHO nòng đứng, nhưng cái con này là nó công suất nó lớn. Nó 40cc cơ. Đây này. 40 ly này. 40 này này. Đấy, made in Japan. Đấy, con này CS này, dàn CS này, CS 40 này. Hàng này đi khai thác quá tuyệt vời luôn. Nam Latin này, xích còn dày này. Đấy, đây. Nam dài chắc tầm 45. Này, hai ốc chốt nam này. Đấy. Ok nhá. Cái con này thì nó cũng là nổ đi. Đây, quay cho. Trợ lực này. Đấy, có tắt máy. Nói chung là có trợ lực luôn nhá. Đấy. Được. Thế con này là con N14 này. N14 tính cho là 1950 nhá. 1950, N14. N14. 1950. Ok. Đấy. Thì có mấy con như thế các dùng gia đình nó có tuyệt vời luôn nhá, không phải suy nghĩ. Rồi. Thì N14 là 15 này. Em 15 em lên cho bác mấy cái con máy cắt cỏ này thì nốt mấy cái con máy cắt cỏ này cho nó hết nhá. Đấy, mấy con này thì tình trạng của nó là các bác về xài ngon lành luôn. Nó đều là hàng nhiệt bãi hết chứ không phải hàng thu dân đâu. Đấy, bác nào lấy thì mai vệ sinh sạch sẽ cho nhá. Rồi là rửa ráy sạch sẽ cho. Nhìn nó sáng. Thì mấy cái con máy cắt cỏ đằng này thì là bác nào lấy mới lắp ra đầy đủ đồ nhá. Tay lái, đầu bò, chấn cỏ này. Dây ga, có ga là đầy đủ hết cho bác, về sắt nào chỉ việc xài thôi. Đấy. Giá thì như em nói ban đầu với bác thì nó rất rẻ, nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với giá thợ thôi. Đấy, nên là các bác không phải lo về giá nhá. Đấy, chính vì nó rẻ rồi là lưu ý là bên em là chưa bao gồm phí ship nhá. Phí ship của mỗi cái máy này thì là 50.000 tiền ship. Thì bác nào lấy thêm phụ kiện thì bác thêm vào 50 nữa. Đấy, phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao, dây đeo, tip mở buji, một cái lúc dao vặn ốc này, một cái bắt cước này. Đấy là thêm vào 50. Đấy. Mấy 50.000 phí ship. Đấy, là ok. Đấy. Thì đợt này thì còn nốt mấy con máy này thì em bán cho bác cái giá mềm mềm nhá. Bác về dọn vườn, dọn khắc phục lại những cái gọi là, nếu bác nào miền Bắc thì khắc phục lại những cái khắc phục những cái hậu quả lũ lụt. Đấy. Nói chung về dùng nó ok, dùng ngon đấy. Đấy. Thì con N15 nhá. N15 thì con này là con Tanaka giật được trước này, 20cc nòng 30 ly. Dòng này là Tanaka chân trống, dòng này dùng ngon, ổn định. Mà tiếng nổ nghe rất đanh nhá. Đấy, tiếng nổ nghe đanh. Đấy, tùm tiếc này. Đấy. Thì mai lắp ra đầy đủ tay lái, đầu bò, chấn cỏ, vệ sinh cho nó nhìn sạch sẽ hơn nhá. Đấy, còn là nhìn cho tạm tạm, nhìn cho đẹp đẹp thôi. Đấy, còn hơi ngon đấy. Con N15 nhá. N15 bác nào lấy con này em tính cho bác là N15 này. Con này tính cho 800k nhá. 800k. Đấy thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện mà. Tổng về nhà có 900k thôi. Mà dòng này thì dùng rất là ngon, ổn định nhá. Đấy. Như cái bác nào là dân sành máy thì những con này giá nó cao đấy, không phải rẻ đâu. Lần này thì em bên em bán xả lốt cho bác thôi. Rồi tiếp theo này.
Đấy, tiếp theo có cái con này, nó là cái con Sindewa ba số đây. Dòng Sindewa thì dùng nó ngon, ổn định. Thì bác biết rồi. Đấy, Sindewa 230. Đấy, màu đỏ au luôn. Đấy, khá là ok nha. Nói chung là mai em sẽ vệ sinh cho nó sạch sẽ hơn thì bác nhìn nó sạch hơn. Đấy, đảm bảo. Thì con này thì nó còn dùng còn ok. Đây 23cc. Máy này, lại này. Được rồi. Thì con này nói chung các bác về dùng còn xài ok nhá. Lòng bạc piston vẫn là zin của nó luôn. Chế thì chế gà ngang hai kim. N16 nhá. N16 này. Con này em tính cho bác 800k nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà 900k để mai em lắp đủ đồ cho. Đấy, các bác về sẵn là xài luôn đây. Rồi tiếp theo đây. Đây bác nào mà cần con máy lớn thì lấy cái con G3K này, con G3K tem xanh này, dòng này thì dùng nó quá đã ok thì bác biết rồi. Thì made in Japan. Con này là 34cc nòng 36 ly. 36 ly, hàng này thì là quá đẳng cấp thì bác biết rồi, bình xăng trên. Con này thì còn đẹp lắm, bình xăng còn đen xì này. À nhìn bô biết còn đen xì này. Đấy, nó biết đen xì thôi. 34cc nhá. Đấy. Đây, tum tum dài này. Đấy. Cần nó cần zin luôn nhá, cần zin cần dài đấy. Cần dài. Đấy. Đây, 34cc này. Đấy, cần dài. Đầu bọ to luôn. Đây, nói chung là zin đấy, con này zin 100% cho bác luôn. Con này thì nó còn ngon lắm. Đây hơi này, chắc nịch luôn. Đây, hơi này. Đấy. Đây. Đấy, nói chung con này thì dùng thì sướng thôi, bao sướng cho bác nhá, bao phê. Đấy, ok. Đấy, con này thì bao ngon cho bác nhá, không phải suy nghĩ. 34cc mà hàng VIP luôn, chứ không phải hàng vớ vẩn. Đấy, sướng lắm, con này thì dùng sướng cực kỳ. N17 nhá. N17 này, con này em tính cho bác còn nốt bán cho bác 2 triệu đi. 2 triệu. Đấy, thì bác cứ thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện nhá. Tổng về nhà 2,1 triệu. Đấy. Bao zin cho bác luôn. Đấy. Ok chưa? Hơi quá ngon, hơi. Rồi, ok. Rồi tiếp theo đây. Là 17, 58 này. Đây là 18 lên cho bác con Mitsu này. Mitsu TL 23 này. 231 luôn chứ không phải 23, 231. Mitsu là hàng đẳng cấp nhá. Đấy, chế Wonderful ne đỏ 2 kim, quá VIP. Con này thì nhìn khá là đẹp luôn. Đấy, đỏ au luôn. Tum liền, tum liền. Đấy, dòng này dùng gia đình thì quá ok luôn. Đấy, cần tay lái zin. Ok này. Con này thì nó nổ rất ngon ảnh, quá là trợ lực luôn nhá, trợ lực luôn. Đây. Lại này. Thì con này em tính cho bác nói chung giá mềm mềm nhá, đảm bảo các bác sẽ sử dụng dùng được luôn. N18 này. N18 con này tính cho bác 1250 nhá. Bớt cho bác 100k đấy. Hôm trước bán 1350. Đây tính cho 1250. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện này. Tổng về nhà là 1350. Đấy, quá rẻ. Đấy, thì bác tranh thủ mua luôn nhá. Đấy, nếu mà bên em về lô mới là sẽ không bao giờ có giá này đâu. Đấy, bên em bán đúng giá luôn. Đấy, đợt này mà máy nó cũng kiểu nó khan hàng ấy. Nên là giá của nó tăng như cái lô em sắp về đây là mỗi con nó tăng lên 100.000.
chứ không ít đâu. Đấy, đảm bảo sẽ không bao giờ có giá nữa đâu. Giá này là giá cuối lô thôi nhá. Ok, tiếp theo này là 19 này. Là 19 em có con này nhá. Con này thì con Komatsu này, Komatsu 20cc nòng 30 ni. Komatsu thì dòng này dùng thích rồi, thì bác biết rồi. Con này dùng ngon, ok. Đấy, Komatsu 2000. Cô bướm ấy. Komatsu cô bướm 20cc. Đây. Đấy, khá đẹp luôn. Tay cái này. Đấy. Thì con này thì nó bị vỡ cái bình xăng lớn, thì thay bình xăng lớn mới thôi. Còn đâu là zin nó hết. Thì cái con này thì là hàng VIP rồi, thì bác biết rồi. Hàng này thì hàng VIP mà dùng cực kỳ ngon luôn. Con N19. N19. Con này tính cho 850. Đấy, quá rẻ nha. Nếu mà bác thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng về nhà 950. À, ok. Cái con máy này, con này thì bác nào dân sành máy thì biết rồi, dùng rất là ngon. Đấy. Tiếp theo này. N20 này. N20 thì em lên cho bác con này nha. Cái con này thì là một cái con thuộc cái dòng rất là nổi tiếng rồi. Nó cái con Komatsu ấy. Komatsu G2KC. Dòng này thì nó bền thì bác biết rồi. Đấy, con này thì nó là một cái dòng cực kỳ nồi đồng cối đá. 22cc. Nòng 32 ni. 32 ni. Thì bác nào lấy đi mai vệ sinh sạch sẽ cho. Nhìn nó đẹp ngay nhá. Đấy. Con này mấy hôm nước đỡ mưa ấy. Kiểu mưa nó mấy mưa bão ấy. Đấy. Mưa bẩn. Cắt máy này, ngại này. Đấy, con này em ru. Con N20. Con này em tính cho bác 750 đi. Đấy, 750. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Tổng về nhà có 850 thôi. Đấy. Tiếp theo này. Thế tiếp theo lên cho bác cái con này khỏe là mà lại dùng lại ngon nhá. Cái con này nó là con Beo 24cc luôn, nòng 32 ly. Con này thì tình trạng của nó là nguyên bản, chế cũng nguyên bản luôn. Đây thì bác nào thích chế nguyên bản thì con này. Chế nguyên bản luôn nhá. Đấy. Này con này máy 24 khỏe này, 24 khỏe. Tôi cổ tum lớn này. Đấy, beo cổ tum lớn dùng rất ngon. Bền. Con này bền lắm. Đấy. Yeah. Đấy, 24 nhá. Đấy, con này thì em đây tiết cho bác xem. Hơi ngon lắm. Đấy, ga lên một chút. Đấy, ok. Ok nhá. Đấy. Con này dùng thì vừa sướng rồi, thích rồi. Đấy, êm ru luôn. Đấy. Thì cái con này thì máy con này máy khỏe nhá, máy khỏe. N21. Con này tính cho 700k nhá. Đấy, quá rẻ. Nếu cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Tổng về nhà 800k. Đấy. Ok này. Tiếp theo này. N22 này. Đấy, nên cho bác con này nhá. Cái con này thì là con Mitsu rất là quen thuộc bác rồi. Con Mitsu TL231. Con này cũng TL23. Hàng VIP này, siêu VIP luôn. Cái VIP này. Đấy, con này là 231 luôn. Chế One Brew tay đổ 2 kim. Chế siêu VIP. Con này nhìn khá đẹp nhá, trắng trẻ. Bình xăng trắng đây. Đấy, tum liền nhá, lưu ý tum liền. Cái này bản nữa này. Bác lấy mang vệ sinh sạch sẽ cho nhá. Đấy. Ok, thì tay lái riêng nguyên bản nó như này này. Đấy. Bác nào thích lên hai tay lái mang lên cho nhá. Thì con này thì là
Có N22. N22 này. Con này em tính cho bác tí bớt cho bác 100 nghìn nhá, tính cho bác 1250. Hôm trước bán 1350 đấy, tính cho 1250. Đấy. Thì cái giá này thì là gần như là quá rẻ rồi nhá, lưu ý. Thì bác lưu ý là với chỉ trong những cái lô cuối như này thì mới có cái giá này thôi nhá. Đấy, mấy hôm nữa mà bên em mà về lô mới là không bao giờ có giá này đâu. Đấy, vì nó là cái lô cũ, à cái lô mới của nó về là giá nó cao. Cao mỗi con lên 100 nghìn, không ít đâu. Đấy. Thì cái lô này là lô cuối của lô cũ thôi. Nên mà nhưng mà dùng thì nó máy chất lượng thì quá ngon rồi. Nhưng mà nó là giá của những cái lô cũ, nên là giá của nó lô cũ nhập được giá mềm hơn. Nên là giá nó sẽ rẻ hơn. Đấy như vậy nhá. Đấy. Thì bác tranh thủ mua luôn. Đấy không bao giờ N22 N23 này, con cuối cùng này. Cái con này thì là cái con Robin 232. Chế quan vừa rồi 2 kim. Robin con này khỏe lắm này, nòng 33 ly, khỏe cực kỳ, nó tum nhôm. Đấy. Con này thì bác nào lấy máy vệ sinh sạch sẽ cho nhá. Nhìn nó đẹp. Đấy. Con này thì con này cái chế của nó thì con này hơi quá ngon này, hơi lửa ok nhá. Đấy. Con này bác nào lấy thì mai em sẽ thay cho các bác cái chế đi. Con này khả năng cái chế của nó bị hỏng. Hôm trước thì lổ rồi nhưng hôm nay lại không lổ. Đấy. Mai em sẽ thay cho bác cái chế ngang. Đảm bảo lổ ngon lành luôn nhá. Con này ổ đanh ngon lắm. Đấy. Rồi, con này nòng 33 ly khỏe cực kỳ luôn. Đấy. Rồi, thì bác nào lấy thì mai em xử lý con này ngon lành cho nhá. Cứ yên tâm. Đấy, con N24, N23. Con này em tính cho bác 750. Đấy, nếu mà xử lý ngon lành cho bác nhá. Đấy, là ngon này, là tê thay cho bác cái chế để tính 750. Thì bác cứ thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Tổng về nhà là đấy, N23 là 850. Thôi, nên tạm cho bác mấy con này nữa thôi, là hết rồi. Đấy, chắc là khả năng là mai sẽ có lô mới và mai ngày kia, có thể là mai. Thì bác mua hàng liên hệ với em theo số 0973 nhé, 931442. Rồi cảm ơn các bác xem video.